Độ may mắn của mình ở đây là ở ngay vị trí nào không? Thật sự thì mình không phải là tìm anh thương nhân á để mình kiểu như là giống như là trao đổi đồ với ảnh đâu. Thì thương nhân thì lúc nào trả ra đúng không? Mình cái mà mình muốn ở đây á không phải là thương nhân mà là mình sẽ đặt anh thương nhân. Kênh của mình và mình là Keras. Thì ok, hôm nay á, thì mình sẽ tiếp tục với cái series sinh tồn. Và cái series sinh tồn lần trước mình thề với các bạn luôn là nó tăng view, tăng like cực nhanh luôn. Và mình rất là vui vì điều đó. Và rất cảm ơn các bạn vì đã giúp cho series sinh tồn của mình đạt được 60 like. À không, bây giờ nó đã đạt được 76 like. Thì cũng gần được 80 like rồi. Thì mình rất cảm ơn các bạn luôn. Hy vọng cái đó làm được 80 like luôn cho mình vui nha các bạn. Thì ok, thì như mình đã nói là nếu video đã được 60 like thì bây giờ nó đã hơn rồi. Thì mình sẽ xem xét lại, nếu như mà kênh mình còn tăng like nữa thì mình có thể tăng số lượng like lên, còn không thì thôi. Thì ok, trước khi bắt đầu video này, nếu các bạn thích video của mình, các bạn hãy để lại cho mình một like, share video. Đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ channel của mình. Và các bạn hãy giúp cho cái video này đạt được 60 like để sớm có tập 4 của series survival nha các bạn. Ok, chúng bắt đầu video mày nào. Bạn thì hiện tại thì mình cũng chả biết làm cái gì đâu. Thì ở đây thì tập 3 thì cũng chả biết làm gì cả. Các bạn cứ kêu là tập 1 thì mình xây nhà trên khe nước nè. Tập 2 thì tập 1 mình xây nhà, xây cầu trên khe nước. Tập 2 thì mình xây nhà trên khe nước, còn tập 3 làm gì? À không biết làm gì cả. Thì hiện tại thì ở dưới đây có rất là nhiều điểm để khai thác. Ví dụ như là cái khu mộ bỏ hoang dưới kia kìa. Rồi cái đống lava này thì mình có thể làm được hắc diện thạch nè. Mình đã có cúp kim cương rồi. Khoan, nãy giờ các bạn có nghe âm thanh gì không? Ui, các bạn nhìn kìa. Ui, vãi thật. Khoan 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 khoan. Oh my god. Mình kiếm được một cái con gì ta? Kiểu như là cái anh này là anh gì ta? Kiểu như là kẻ lang thang ấy, các bạn có thể gọi là thương nhân. Đó, chúng ta đã kiếm được thương nhân ngay từ tập này. Ui chết rồi, no. Cái quái gì vậy? Đùa. Đấy, ok. Đây tất cả. Các bạn hiểu không? Đấy, ok. Thì thật sự các bạn biết mình nói độ may mắn của mình ở đây là ở ngay vị trí nào không? Thật sự thì mình không phải là tìm anh thương nhân á để mình kiểu như là giống như là trao đổi đồ với ảnh đâu. Thì thương nhân thì lúc nào trả ra đúng không? Mình cái mà mình muốn ở đây á không phải là thương nhân mà là mình sẽ đặt anh thương nhân. Omae wa mou shindeiru. Thật sự mình chỉ cần cướp lạc đà của anh thương nhân là đủ rồi anh em ạ. Vãi nồi. Oh my god. Chết rồi. Các bé ơi, các bé đang làm gì đấy? Đà trắng nhá. Đấy, ok. Chỉ cần bắt qua đây nữa thôi. Mấy con lạc đà này có thể xuống. Lâu vãi. Đó. Đây, các bé có thể xuống được rồi. Bây giờ là chúng ta đã có lạc đà rồi đó các bạn. Giờ, sau bao nhiêu năm vất vả, cuối cùng chúng ta đã có được một con lạc đà. Và mình sẽ mắc nó ở đâu đó trong cái nhà này của mình. Mình sẽ mắc ở đây đi ha. Đấy, hai bé lạc đà, vô. Vô nhà, không nói nhiều. Wait. Why? Holy man. Where? Ủa? Các bạn ơi, có gì đó không đúng ở đây. Hai con lạc đà, sao giờ còn có con nữa? Ui, lại là trắng đâu? Nó lại vô lý. Wow. Oh my god. Why? Không hiểu cái kiểu gì ấy nhờ. Đậu xanh, sao còn có con lạc đà thế nhờ? Rõ ràng là hai con mà giờ còn một con. Anh lạc đà ơi, anh vô nhà cho em giúp. Nani? Omae wa mou shindeiru. Cái a. Oh, fighting. Ê, anh ơi, đừng. No, chết bây giờ.
Các anh chết là em tôi đấy. Ui, what the hell. Đùa chắc. Mình thề với các bạn luôn là mấy con lạc đà này phiền vãi. Ok, bây giờ mấy con lạc đà này ở trong nhà mình nè. Đó, thì bây giờ các anh sẽ ở đây á. Tưởng thế nào, ra là hai con nó đứng chung, cái con màu trắng nó mất tiêu. Các bạn nên nghe câu này nè các bạn. Câu này chắc chắn là một câu mà các bạn đều biết, đó là màu trắng là màu của sự khởi đầu. Và chỉ cần kiểu là một của sự tinh khiết á, các bạn chỉ cần mà kiểu mà cho nó nhuộm một tí màu nho nhỏ thôi là sẽ thay đổi liền. Đó, các bạn hiểu không? Như kiểu trở mặt, như lật bánh tráng vậy. Giờ ngủ. Lầu vậy. Đây thì tập 3 mình thề các bạn là tập 3 mình chả có ý tưởng gì đâu. Mình tìm được anh Dân Lan thì mình cướp lạc đà của anh thương nhân. Đó, cướp lạc đà của anh thương nhân cơ đấy. Mà không biết gì xảy ra nếu mình đang đứng trên đây ta. Mình đứng trên đây nè. Rồi mình đang ngắm trăng. Thì bỗng dưng có một con xì ke nó đứng đằng đó, nó bắn mình thì gì xảy ra. Mình nghĩ là không hay lắm. Cái kết nhìn trông khá là tệ. Oh my god. Rồi thì hiện tại thì xem nào. Như các bạn thấy ở đây thì khe nứt thì chả có cái giống gì để chơi đâu. Thì chỗ này mình lắp nó lại. Đấy, mình không có cần cái khu này. Mình thề luôn. Đấy, mình sẽ đứng đây mình dòm. Mình nghĩ dưới đó cũng phải có một ít hắc diện thạch đấy các bạn. Các bạn nhìn nè, nó chỉ cần nó lột đó thấy không. Ở dưới có hắc diện thạch rất là nhiều. Thì mình đang đợi đến khi nào mà ra phiên bản 1.5.2 ấy thì mình sẽ đi đào hắc diện thạch luôn. Tại lúc đó là phiên bản là cập nhật địa ngục ấy thì mình sẽ đi đào hắc diện thạch để có cái mà xài. Đó, mình có thể đi khám phá địa ngục luôn chẳng hạn đó. Ok, để xem nào. Hình như là nghe nói là nó sẽ có cái biome mới đúng không các bạn? Nghe nói là biome hình như là cái biome mà toàn là kiểu là các linh hồn ấy, kiểu mình nghĩ vậy. Thì hôm nay mình chỉ cướp lạc đà của anh Dân là cổ lộn cướp lạc đà của anh thương nhân thôi. Thì anh thương nhân ảnh đai rồi, chúng ta chỉ việc ở đây và cướp lạc đà. Và hiện tại mình sẽ cần một ít đồ và tập sau mình sẽ làm ruộng các bạn. Đầu tiên là phải có ruộng, sau đó mình sẽ đi chăn nuôi bò cù các kiểu đúng không. Còn hai anh lạc đà này tính sao đây? Lạc đà đúng không? Ok, mình nghĩ ra rồi, chúng ta sẽ làm một cái thảm này, sau đó chúng ta sẽ lót lên cho cái anh lạc đà và chúng ta có thể ở đâu nhờ? Rye hả? Rye này. Ok, chúng ta có thể lót ở đây và bỏ lên. Ok, anh lạc đà này đã xong. Và bây giờ chúng ta sẽ mở tới anh lạc đà màu này, open. Đó. Rồi, sau khi mà xong rồi chúng ta sẽ đợi một tí nào để xem, để xem. Hình như mình hết gỗ rồi các bạn ơi. No. À mà thôi, kệ đi. À không còn gỗ này. Gỗ nhiều. Đây, chúng ta sẽ có hai gỗ và mình sẽ bỏ lên anh lạc đà này một cái. Ấy da. Đấy. Đó các bạn thấy không? Chúng ta có hai anh lạc đà đang đội cái kiểu như là mang cái hành trang. Đấy. Để xem nào, mình sẽ mở anh này ra. Thì một cái rương nó chỉ có kiểu như là lạc đà thì nó khác. Một cái rương thì nó chỉ có 6 ô thôi, như kiểu cái rubber, cái hopper các bạn. Hoặc là như kiểu các bạn chế tạo này nè. Đó. Đấy, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Thì thôi các bạn thông cảm cho mình bớt. À mà thôi, thông cảm nhà phát hành chứ. À mà khoan, có gì đã sai sai nha các bạn. Cái hồi lúc mà mình chơi sinh tồn tập 1 mình nhớ đâu có mở được như đây đâu. Ui, what? Ok các bạn, đây là điều mà mình vô lý, cực kỳ vô lý. À mấy mốt các bạn mà có đi cửa thường phục lạc đà, các bạn nhớ các bạn lấy con này nè. Các bạn lấy con màu trắng nha các bạn. Đậu sang con màu trắng các bạn nhìn nè. Ô nhiêu đây, con màu nâu. Ô nó lại có nhiêu đây. Đậu xanh 3 ô. Còn con này 6 ô. What the Ủa 9 ô chứ. Đậu xanh các bạn. Đây là điều vô lý và ok. Thì chúng ta bắt đầu kết thúc video này. Mình xin nói với các bạn là nếu các bạn thấy video của mình, các bạn hãy để lại cho mình một like, share video. Đừng quên ấn nút đăng ký cho mọi channel của mình. Và hãy giúp cho video này đạt được 60 like để sớm có tập thử tư của Minecraft Survival nhé các bạn. Thì ok, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Và các bạn, nếu bạn nào mà đã biết điều này rồi thì thôi, các bạn có thể chưa biết
thì các bạn hãy ghi là hashtag 12 để cho mình biết là các bạn vẫn chưa biết là lạc đà nó có thể phân túi đồ nha các bạn. Không tin được luôn ấy, lạc đà phân được túi đồ là không tin được. Thì ok, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người, bye bye.